chặt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Xem trước cái bộ Levin CB Costa 2010 có rất nhiều điểm mới so với cái bản đời cũ. Cái dòng ống xả Levin Carbon đã rất quen thuộc với những anh em đam mê xế nổ. Cái dòng bô này đã mang đến giá thành cũng dễ chịu, phù hợp với đại đa số người chơi xe. Và cách trong năm 2020 hôm nay, Levin cũng đã cho ra mắt một phiên bản nâng cấp mới với rất nhiều thay đổi đáng kể. Tên gọi đầy đủ của cái dòng bô này là Levin The CB Costa 2020. Ngoại hình vẫn là cái chất liệu carbon cách nhiệt cực tốt, với hai phiên bản bóng và mờ cho chúng ta dễ dàng lựa chọn. Logo tên hiệu cũng được làm lại trông lạ mắt hơn, đơn giản hơn so với phiên bản đó. Một số điểm nâng cấp khác biệt của cái chiếc của cái dòng bô Levin của năm 2020 so với cái bản đời cũ. Cổ bô được làm theo cái chuẩn racing to dần từ họng cổ bô ra đến cái điểm cuối đoạn cổ bô là từ 32, 35, 45, 54 mm, cho thứ âm thanh cực kỳ quy lực và không bị tụt ra hậu. Cái nỉ bô 2020 dày và chịu được nhiệt độ là gấp đôi cái nỉ của năm 2018-2019, nên chất lượng âm thanh sẽ rất là trầm ấm hơn, không bị xé tiếng, ở dụng bền hơn so với các bản đời cũ. Cái lưới nỉ bô của năm 2010 bằng inox CC, đời cũ là inox uốn cong. Khoét của bô cũng được CC luôn và cắt laser từng cái từ nhôm 6082 cho cái độ bền và sắc sảo hơn phiên bản đời cũ, được chập khuôn bằng thép phong rỉ. Exeter 105 lấy ý tưởng từ cái tông màu lạ đang hot trong cái năm 2019. Cái chiếc Exeter 105 đổi dưới đây, khi được chia sẻ chúng tôi thì em ấy đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của những người chơi xe trong nước. Điểm nhấn không chỉ dàn đồ chơi xịn sò, mà em ấy còn có bộ cánh với cái tông màu là xanh siêu măng rất là đẹp. Được anh em gọi cái tên thân thương là xanh siêu măng, một tông màu lần đầu tiên xuất hiện trên những phiên bản của Lead 1-10-2009, ngay tức đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm từ giới chia sẻ. Bởi cái tông màu này rất trang nhã, nhẹ nhàng, không quá sáng nhưng vô cùng nổi bật. Phần đầu xe chúng ta nhìn thấy được cái bộ đồng hồ Casio đa chức năng version 2, được sản xuất dành riêng cho Exeter nhỏ sẽ sử dụng. Các thông số, cách bố trí tương tự cái mẫu cũ, chỉ khác là cái phần nền được làm bằng cái lực carbon bơ. Hai bên sử dụng cái cụm công tắc NBS để có thêm chức năng ở bên phải. Tiếp theo là phần tay con tiếp em, một món đồ chơi cũng đến từ Domino, được sản xuất ở Ý, dành cho tất cả các dòng xe sử dụng được, bao gồm cả dòng tay ga cũng dùng làm cái phanh đùm sau, là một lựa chọn rất hợp lý. Tay thắng Costa trên mức giá bán cũng khoảng là 6 cũ, lắp cũng rất là dễ dàng và canh dầu cũng nhanh nhờ vào cấu tạo cái ốc gió nằm trực tiếp trên cụm. Tuy nhiên do kích thước đổ lớn nên buộc lòng người chủ phải khoét rộng dàn áo nhiều hơn để không gây cản cấn. Chiếc xe hôm nay được trang bị cho mình trợ lực Patrick kẹp sườn với hành trình 110mm đi cùng với 16 kiểm nặng nhẹ. Đây một giải pháp cực tốt để chống sát phần đầu cho độ cao, đặc biệt là trong những cái cung đường thẳng. Phần giữa nhám được tính toán khoét mũ vô cùng tinh tế, liền lạc một cách lạ kỳ, hầu như không bị một chi tiết thừa hay cắt phạm. Nhìn xuống cái dàn chân ta thấy ngay sẽ dùng theo, được bấm ngắt vào bằng nhôm CC rất liền lạc. Hai tông màu chủ đạo đen và đỏ, kết nối vật của hai dòng Rainbow 2 bit đối xứng, đi cùng với đĩa gaffer KTM chính hãng. Cái hai món đồ chơi được tính và tiêu tốn khoảng 2 củ, chưa bao gồm cái tiền chế phát và những ốc titan xung quanh. Cái quan cảm sau ở dùm cho mình của Hollin Bình Dầu Rời, một trong những món đồ chơi sang cảnh dành cho những tín đồ chơi xe thử. Bởi giá thành của nó là khoảng hơn 10 triệu đồng một cây, con số không quá lớn nhưng không phải ai cũng dám bỏ ra. Ở dùm cái đĩa tải CC làm chất liệu nhôm 705 cho khả năng chịu được lực rất tốt và độ bền rất cao. Dàn chân được lựa chọn là cái bông bạc cây thần thánh được sử dụng rất nhiều thị trường Malaysia, sau đó đến Việt Nam và cũng được rất ưa chuộng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên nhấn like và subscribe.